Gia Phát, sự phát triển của nhà chăn nuôi. Kính chào quý bà con, hôm nay Xanh sẽ chia sẻ đến quý bà con cái hiện tượng là tảo tàn ở trong môi trường nước. Ao nuôi tôm mình khi mình đang nuôi tôm vào cái giai đoạn tôm lớn, tảo phát triển nhiều, phát triển dày đặc, môi trường chất dinh dưỡng nhiều quá, tảo lên nhiều mà khống chế không được thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường nước rất là nhiều, làm biến động môi trường nước rất là nhiều. Thì khi mà mình không kiểm soát được đó, nó dễ ra cái hiện tượng là tảo nở hoa và sau đó tảo nó chết, gây chết đồng loạt, sập tảo, tảo tàn. Thì dưới vào cái trường hợp này thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái sức khỏe của tôm nuôi do nó biến động môi trường rất là nhiều. Thứ nhất là khi mà tảo tàn thì nó kéo theo cái hiện tượng là pH kiềm tụt giảm, thay đổi, rồi khí độc nó gây độc nhiều hơn. Cái thứ nữa là khi mà tảo tàn độc ngọc gì đó, thì cái hiện tượng là thiếu oxy, mất cân bằng oxy, sụt giảm oxy ở trong nước nó xảy ra. Thì điều này xảy ra làm cho con tôm nó sẽ khó hô hấp. Thiếu oxy thì nó sẽ nổi đầu, nó khó hô hấp. Rồi tiếp theo nữa là khi mà tảo tàn á thì trong nước nó sẽ dơ, xác tảo nó sẽ là nguồn thức ăn của tôm. Nếu mà tôm nó ăn vải thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường ruột của con tôm. Ngoài ra cái xác tảo nó có thể là khi con tôm hô hấp nó sẽ đóng vô cái mang của tôm, làm cho trở ngại cái hô hấp nhiều hơn nữa. Đó là những cái ảnh hưởng mà khi hiện tượng tảo tàn nó xảy ra, nó làm cho môi trường thay đổi, ảnh hưởng đến sức khỏe con tôm. Thì xử lý cái hiện tượng này như thế nào? Anh xin chia sẻ có hai trường hợp để mình xử lý đối với bà con nuôi ao đất và đối với bà con đang nuôi ao bạc. Thì đối với cái tình trạng ao đất á, thì bà con có thể thay nước để làm cho môi trường nó sạch hơn. Cái đầu tiên mà mình cần quan tâm á, là khi tảo tàn vào điều kiện ban đêm á, thì cái nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng trong quá trình hô hấp con tôm, nó mất oxy. Thì mình phải bổ sung oxy. Ở đây là mình tăng cường quạt hoặc là tăng cường sục khí lên để cung cấp oxy từ môi trường bên ngoài vào. Hoặc trường hợp nữa là mình có thể tạc oxygen để mình cung cấp cái oxy ở nhân tạo để vào trong nước. Thì nếu mà cái ao nuôi trước giờ mình nuôi thay nước thì mình có thể cấp nước vào. Thì mình có cái trường hợp đó mình có thể mang cái lượng oxy ở bên ngoài môi trường ngoài mình cấp trực tiếp vào ao nuôi của mình. Thì đó là cũng trường hợp để cung cấp khi mà hiện tượng tôm nó nổi đầu, nó mất oxy. Tiếp theo là mình phải kiểm tra pH kiềm. Nó thường là nó sẽ tụt pH, tụt kiềm. Thì mình nâng pH, nâng kiềm bằng cái vôi nóng. Vôi nóng ở đây thì mình có thể xài liều từ 20 đến 30 kg cho 1.000 mét khối nước để mình nâng cái pH, nâng độ kiềm lên. Thì tùy theo trường hợp mình có thể sử dụng, mình nâng trong vòng 2 ngày 3 ngày thì miễn sao độ kiềm với độ pH nó lên là được. Rồi kết hợp mình phải xài cái men vi sinh. Ở đây thì mình xài cái BZT52, liều là 454g một hộp, mình sử dụng cho 1.000 mét khối nước để mình tạt xử lý cái ô nhiễm của tảo khi nó sụp xuống, để tránh cái tình trạng là nước nó dơ rồi nó bị tôm nó bị đóng vô mang, đen mang. Thì mình xử lý cái liều này trong vòng 2 ngày 3 ngày liên tục là nước sẽ ổn, sẽ đẹp lại, sẽ sạch hơn. Rồi kết hợp là mình sẽ bổ sung khoáng. Ở đây mình có thể tạc khoáng ao nguyên liệu hay là khoáng thành phẩm cũng được. Thì mình kết hợp mình tạc để cho con tôm nó cứng vỏ. Khanh khuyến cáo là xài cái khoáng K0252 của công ty để cho tôm nó cứng vỏ nhanh. Cứng vỏ nhanh ở đây rất là quan trọng. Tại vì khi mà tôm nó bị sụp tảo, tôm nó sẽ thường nó kéo theo cái hiện tượng là
tôm nó lọc, lọc đồng lọt nó cũng ảnh hưởng đến cái tảo nữa. Thì lọc đồng lọt mà tảo nó sụp nữa thì thiếu oxy, tôm lọc hô hấp khó khăn, cứng vỏ không kịp, hao với cái điều kiện là có khí độc nữa, thì mất oxy cộng khí độc, tôm cứng vỏ chậm nữa thì tôm hao hụt nhiều đó. Thì trường hợp này mình có thể xài cái khoáng K0252 để mình tạt 1 lít cho 1.000 cái khối nước, làm cho cái vỏ con tôm nó cứng lại nhanh hơn. Và tôm đã cứng vỏ nhanh rồi á, thì nó có thể vận động lên trên cái bề mặt nước để nó hô hấp. Nếu môi trường ở dưới nền đáy nó sẽ oxy thấp, và khi tôm cứng vỏ nhanh thì nó sẽ có thể nó bơi lên để nó hô hấp, thì mình sẽ cứu giãn cái tình thế nó kịp thời hơn. Rồi trường hợp đó là mình sẽ xử lý môi trường để mình giải quyết cái vấn đề con tôm nó đang vướng ở trong môi trường. Khi mình làm sạch môi trường rồi, mình phải kết hợp mình xử lý về cái thuốc chọn, mình chọn thuốc cho tôm ăn. Thì ở đây thì mình dễ bị cái trường hợp là khi mà sụp tảo rồi á, con tôm nó dễ bị chống cái đường ruột. Ở đây mình vướng cái trường hợp là hiện tượng sụp tảo xong là con tôm nó bị chống cái đường ruột. Chống đường ruột là lý do là con tôm nó sẽ yếu đi và có thể là nó hô hấp không được, nó ăn uống không được, nó vướng khí độc, tôm nó yếu đi thì tôm nó chống đường ruột. Một cái trường hợp nữa là mình không xử lý được tốt cái đáy thì cái xác tảo tôm nó ăn vô nó cũng dễ bị đứt cái đường ruột khi mà con tôm khỏe nó ăn. Thì giải quyết cái trường hợp này bằng cái thuốc trộn là Khanh khuyến cáo bà con xài cái bio mắt. Đây là cái thành phần tỏi đen, cao tinh tỏi đen, để mình chọn, mình hỗ trợ cái đường ruột cho ăn. Bình thường thì quý bà con có thể xài cái men vi sinh bình thường để hỗ trợ đường ruột, nhưng cái trường hợp này thì mình kết hợp mình xài với bio mắt 52 để mình ngăn ngừa các bệnh về đường ruột khi môi trường nó bất lợi và tôm nó có khả năng là nó bệnh về đường ruột nhiều hơn. Trong cái giai đoạn này thì mình tăng cường mình xài cái bio mắt 52 với cái liều là 10 đến 15 ml trên 1 ký thức ăn, trộn ngày 2 cự và trộn liên tục 3 ngày để mình phòng ngừa cái đường ruột cho con tôm. Đó là trường hợp mình xử lý đối với cái ao đất. Còn với cái ao bạc thì nó cũng khó mà cũng dễ. Tại cái khó ở ao bạc á thì các biểu hiện tôm nó yếu như thế nào cũng giống như ao đất. Khi mà tảo tàn thì con tôm nó cũng hô hấp khó, pH tụt, kiềm tụt, rồi oxy mất oxy trong nước nhiều, giảm oxy trong nước, rồi làm cho cái nền đáy nó dơ, rồi ao bạc thì nó sẽ xuất hiện cái tình trạng là lơ lửng nhiều hơn, tảo nó sụp xuống, nó không dính vào xuống đất như là ao đất, nó không có bám đất mà nó sẽ lơ lửng bởi cái quạt với cái oxy mình thổi liên tục trong ao bạc thì nó lơ lửng nhiều hơn. Rồi trường hợp lơ lửng nhiều hơn thì nó đóng mang con tôm nhiều hơn nữa. Rồi thì giải quyết trường hợp này thì mình phải nâng oxy nếu nó rơi vào giữa đêm, vào ban đêm tảo sụp là mất oxy nghiêm trọng, ảnh hưởng rất là nhiều. Thì đầu tiên là mình xử lý, mình nâng oxy trước. Nâng oxy bằng cách là mình tăng cường quạt lên, tăng cường oxy đáy lên, hoặc là mình bổ sung oxygen, hoặc là mình cấp nước mới vào. Đó, cái điều quan trọng là như vậy thì mình sẽ làm cho con tôm nó khỏe hơn. Sau đó mình sẽ xử lý là dôi. Ở đây đối với cái ao bạc thì mình phải đánh dôi để nâng pH, nâng kiềm lên cho nó nhanh. Nhưng mà với cái điều kiện á là mình phải đánh dôi đã sụp khí tan và lấy nước trong mình đánh thì nó sẽ hiệu quả cao đối với cái trường hợp này. Rồi khi mà mình xử lý cái pH để kiềm nó lên rồi á thì cái vấn đề khí độc thì mình sẽ xử lý từ từ.
bằng cách là mình dọn sạch cái nền đáy ao, bằng cách là mình sẽ dọn được cái lơ lửng ở trong ao ra. Đối với chất lơ lửng thì khi bà con xử lý vôi, nó sẽ gom một phần lắng tụ và si phong thay ra. Còn khi mà nó nhiều nữa thì bà con có thể vừa sử dụng Edeta hoặc là Sigen hoặc là Tosin, cái những cái chất sản phẩm mà nó có thể làm giãn cái nước và kết tủa lại, thì đó sẽ làm cho cái chất lơ lửng này nó kết tủa lại, nó gom được ra cái hố xi phong để mình xi phong ra. Riêng đối với trường hợp mà mình sử dụng mà nó không có kết tủa được hoặc là không bung lên được chất lơ lửng nó lên mặt theo bọt, thì quý bà con có thể sử dụng cái oxygen. Oxygen mình đánh kết hợp cho nó bừng lên, sau đó là mình kết hợp với cái Sigen hoặc là Tosin để mình đánh, để nó kết hợp cái liều như vậy á, thì mình có thể làm sạch cái lơ lửng nhiều hơn. Đó. Thì đối với những cái trường hợp như vậy thì mình xử lý nó sẽ sạch được cái lơ lửng. Và tiếp tục thì mình kết hợp mình xử lý là đánh khoáng để cho con tôm nó cứng nhỏ nhanh. Giống như cái trường hợp ao đất thì mình sử dụng khoáng K0252. Rồi, khi mà xử lý xong thì ngày hôm sau mình có thể xử lý là men vi sinh để mình ổn định cái môi trường nước ao nuôi và sạch nước ao nuôi hơn bằng cái BZT52. Liều sử dụng thì giống như là mình sử dụng ao đất. Ở đây thì mình có thể là xài một hộp 454g BZT52 để mình xài cho 1.000 mét khối nước và xài trong vòng 3 ngày liên tục. Đó. Để mình bổ sung cái men vi sinh và làm ổn định cái môi trường nước lại. Đối với việc chọn thuốc thì mình cũng chọn thuốc để mình hỗ trợ cái đường ruột, giống như là mình chọn thuốc để hỗ trợ đường ruột đối với mô hình nuôi ao đất. Thì Khanh xin nhắc lại đó là mình xài cái BioMax 52, liều là 10-15ml trên 1kg thức ăn. Mình chọn 2 cử trong ngày liên tục và chọn liên tục trong vòng 3 ngày liên tục. Thì chọn để mình hỗ trợ cái đường ruột, hỗ trợ để mình phòng ngừa các bệnh về đường ruột, phân lỏng, phân đứt khúc hoặc là hiện trường tượng là phân trắng. Thì đó là những cái chia sẻ mà Khanh muốn gửi đến quý bà con để góp phần hỗ trợ cho quý bà con xử lý cái tình huống là tảo tàn. Cuối lời Khanh xin chúc quý bà con có một vụ mùa thành công. Xin trân trọng kính chào.